Vâng, xin chào tất cả anh chị, xin chào các bạn. Tên tôi là Phan Anh và hôm nay tôi tiếp tục chia sẻ với các anh chị và các bạn một cái khái niệm về marketing. Thế thì tại sao tôi lại làm cái video này? Bởi vì thực tế hiện nay thì chúng ta thấy rằng là có rất nhiều các cái khái niệm về marketing khác nhau và cũng có rất nhiều các quan điểm khác nhau. Cũng có những bạn làm cái nghề chạy quảng cáo Facebook hoặc là làm nghề sale web thì cũng gọi là tôi là marketer, tôi làm marketing. Thế thì thực sự như vậy có đúng không? Thế rồi những cái bạn là sinh viên các cái khối ngành kinh tế, các cái khối ngành tài chính, khối ngành kỹ thuật như là xây dựng, như cầu đường, như kế toán cũng muốn học marketing để marketing để bán hàng online, như vậy có đúng không? Thì cái video này, video Business and Marketing Vlog của thầy Phan Anh thì sẽ chia sẻ video đó. Thế thì trước khi bắt đầu thì các bạn cũng nên biết xem là cái người đang nói lại là ai, họ có hiểu biết gì về marketing hay không, họ có trình độ học vấn hay kinh nghiệm như thế nào mà tại sao họ lại nói về marketing, đúng không? Thế thì tôi xin phép giới thiệu, tên tôi là Nguyễn Phan Anh, tên đầy đủ là một vị trí công việc là giảng viên đại học. Ngoài ra thì tôi có công ty sản xuất về media, bao gồm phim ảnh, TVC quảng cáo, đào tạo và làm quảng cáo cho khách hàng, viết các bài viết PR trên báo chí, chạy quảng cáo trên Facebook, làm SEO web, vân vân. Tôi thì cũng tốt nghiệp 4 trường đại học, sau khi học 5 trường, có bằng cử nhân kinh tế, có bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh quốc tế, có bằng cử nhân luật kinh tế và có bằng thạc sĩ luật kinh tế, và có bằng ngoại ngữ tiếng Anh nhưng mà không đỗ, chính xác là không lấy được bằng, bởi vì là cái thời gian học nó cũng quá là nặng nề cho nên là cũng không học đủ. Học đại học Hà Nội đấy ạ, nhưng mà học được một năm thì bỏ. Tôi cũng có chứng chỉ IELTS để có thể đủ tự nghiên cứu, và tôi cũng có viết là một số các cuốn sách về bán hàng, về quảng cáo và bán hàng online. Cuốn sách gần nhất các bạn đang nhìn thấy đây là cuốn sách Marketing Online 4.0, xuất bản tháng 7 năm 2019, dài 500 trang, chữ nhỏ, khổ nhỏ, tương đương với cái cuốn sách 900 trang, chữ lớn, khổ lớn. Thì nếu mà các bạn mua cái cuốn sách 400 trang, 500 trang này của tôi thì nó tương đương với 900 trang đấy ạ. Ok, như vậy giới thiệu background một chút. Còn tôi thì cũng đi làm kinh doanh cho tôi, rồi làm cho khách hàng, rồi làm giám đốc kinh doanh, giám đốc marketing cho rất là nhiều tập đoàn lớn rồi, nên là có thể tự yên tâm một chút về cái kiến thức mà tôi đã chia sẻ. Và những cái kiến thức mà tôi định nghĩa cho các bạn ở đây thì đều là những cái định nghĩa mà rất là chính xác. Vâng, rất là chính xác, dựa trên những cái học thuyết, dựa trên những cái nghiên cứu sâu về marketing. Thế thì muốn đưa ra một trích dẫn, một cái khái niệm về marketing hiểu thì các bạn sẽ cần phải làm thế nào, đúng không ạ? Thì đầu tiên các bạn phải hiểu là marketing là một cái thuật ngữ tiếng Anh gốc, đúng không ạ? Là một cái thuật ngữ chuyên ngành. Và trong ngành quản trị kinh doanh hoặc là ngành marketing, và khái niệm này thì cũng có mặt ở Việt Nam rất là lâu rồi. Và chúng ta sử dụng nguyên nghĩa của từ tiếng Anh này, tức là sử dụng từ gốc, từ mượn, đúng không ạ? Mà không dịch. Thế thì từ marketing nó được ghép của từ market với lại đuôi ing trong cái cách mà người Anh sử dụng ngôn ngữ, đấy là verb ing, đúng không ạ? Thế thì market là thị trường, còn marketing hay viết đọc liền gọi là marketing thì là làm thị trường. Như vậy các bạn có thể hiểu nôm na là làm thị trường chính là làm marketing. Người miền Nam người ta sử dụng cái từ marketing này có nghĩa là tiếp thị, thì thực ra nghĩa đó không đúng và mang nghĩa hẹp, hoặc là cách sử dụng ngôn từ của địa phương thôi. Cho nên chúng ta đã quyết định sử dụng từ mượn là từ marketing nguyên gốc. Marketing có nghĩa là marketing, làm thị trường, đúng không ạ? Còn theo giáo sư Philip Kotler, là một người được mệnh danh là cha đẻ của học thuyết marketing hiện đại, ông này rất nổi tiếng với các cuốn sách về marketing, đặc biệt là Principle of Marketing, tức là cái cuốn về marketing, các nguyên lý của ông ấy đã tái bản đến phiên bản thứ 16. Và tôi đã mua cái cuốn phiên bản số 14 dài 1.000 trang
A4 sách tiếng Anh của ông ấy. Và ở Việt Nam cũng có cuốn sách ông ấy dịch ra, cũng dài cỡ gần 1.000 trang, khổ A4 rất là to, chữ nhỏ. Vâng, nó phải tương đương phải 1.200, 1.300 trang, khổ nhỏ chữ lớn đấy ạ. Vâng, và đọc cuốn sách này thì các bạn mới hiểu marketing là gì. Thế còn cái chuyện mà các bạn làm Facebook Ads, các bạn làm SEO, các bạn làm Google Ads, các bạn nhận rằng mình làm marketing thì chưa đúng đâu ạ. Nó gần giống như là bạn đang giống như nói về mô tả thầy bói xem voi. Nó sẽ là một phần của quá trình làm marketing. Vì sao? Bởi vì ông Kotler ông ấy cho rằng là gì ạ? Marketing là một quá trình làm thỏa mãn khách hàng chấm chấm chấm, đúng không ạ? Vậy nó là một quá trình, tức là nó sẽ liên tục, đúng không ạ? Và cái kết quả là làm thỏa mãn. Thế thì như nào thì khách hàng sẽ thỏa mãn, đúng không ạ? Tôi ăn một bữa ăn ngon, tôi cảm thấy thỏa mãn. Tôi được phục vụ, tôi được cung phụng, tôi được thỏa mãn. Dịch vụ đem đến tận nhà thì tôi được thỏa mãn, đúng không ạ? Tôi sử dụng một cái sản phẩm cao cấp, tôi sử dụng một cái loại nước hoa có mùi thơm rất đặc biệt, tôi cảm thấy thỏa mãn. Tôi sử dụng iPhone với cái cấu hình cao rất mượt mà, tôi cảm thấy thỏa mãn. Bất kể một điều gì, những điều gì, những cái điều nhỏ nhặt nhất làm cho khách hàng cảm thấy sướng hơn, phê hơn, thích hơn, và cái từ mà dân kinh tế sử dụng đấy là từ thỏa mãn, satisfy hay là satisfaction, đúng không ạ? Thì đấy là một cái hoạt động về marketing. Ok, nó sẽ không phải là một tác nghiệp đơn giản, nó cũng không phải là một công việc cụ thể, mà nó bao gồm tất cả các tác nghiệp và nó bao gồm tất cả các công việc, đúng không ạ? Làm thỏa mãn. Ví dụ bây giờ bạn bán hàng ở siêu thị hay là ở cửa hàng bán lẻ, đúng không ạ? Người bảo vệ dắt xe cho khách hàng rất đôn đả, chào mời rất nhiệt tình, người bảo vệ ăn mặc lịch sự, đội mũ nón lịch sự, trông rất lịch sự, giao tiếp chào hỏi. Rồi, đó là làm marketing từ ngay từ đầu, đúng không ạ? Em gửi anh cái vé xe ạ. Vâng, mở cửa. Đi vào cửa có người mở cúi chào. Rồi, đấy là marketing, đúng không ạ? Đi vào có một nhân viên rất là xinh xắn, đúng không ạ? Đầu tóc chải chuốt, gọn gàng, đánh son môi nhẹ nhàng, nước hoa nhẹ nhàng một chút, rất chuyên nghiệp. Dạ, em chào anh Phan Anh. Anh Phan Anh không biết là đến cửa hàng em mua sản phẩm gì, đúng không ạ? Rất lâu rồi mới gặp anh, vân vân. Em có thể tư vấn hỗ trợ cho anh hay không? Rồi, đó là marketing. Đó là những quy trình của quá trình bán hàng. Mỗi một cái bước như vậy nó giúp khách hàng cảm thấy và nhận thấy là đây là đang phục vụ khách hàng và làm khách hàng thêm thỏa mãn. Ok. Sau đó chọn được sản phẩm rồi, ví dụ như là chọn iPhone Pro Max, đúng, ví dụ như này. Rồi, anh ơi cái sản phẩm này rất đẹp, anh ơi cái sản phẩm này rất đẳng cấp, thế này thế khác. Bên em có chương trình khuyến mại, bên em có chương trình giảm giá, bên em có chương trình cam kết. Rồi, em sẽ cài phần mềm cho anh. Rồi, anh ơi anh thanh toán bằng thẻ hay anh thanh toán bằng tiền mặt? Rồi, đúng không ạ? Sau đó gói hàng về, tiễn anh ra cửa, đúng không ạ? Dắt xe cho anh, cảm ơn anh. Vâng, sau đó khách hàng có vấn đề về bảo hành, đúng không ạ? Em ơi phần mềm này lỗi, em ơi như thế nào em ơi? Dạ, vâng, mời anh qua cửa hàng phụ, bên em sẽ phục vụ. Vâng, ra thì rất là nhanh, đúng không ạ? Rót nước cho anh. Rồi thì sửa chữa phần mềm cho anh và giải thích cho anh hiểu thế này thế khác. Rồi, đó là marketing. Và khách hàng cảm thấy rất thỏa mãn, rất hài lòng. Ừ, chỗ này rất là ok, chỗ này rất là tốt, chỗ này rất chuyên nghiệp, đúng không ạ? Và như vậy khách hàng sẽ ấn tượng tốt, khách hàng sẽ yêu mến, khách hàng sẽ trung thành. Và cái đó người ta gọi là trải nghiệm khách hàng. Ok, thì tất cả những khâu như vậy là khâu bề nổi mình nhìn thấy đều được gọi là marketing. Còn khâu bề chìm, tức là gì ạ? Đằng sau của nó, đúng không ạ? Như bộ phận kế toán, bộ phận kho hàng, bộ phận giao vận, rồi thì nhập hàng, rồi thì thiết kế sản phẩm, thiết kế banner, thiết kế quy trình, rồi đào tạo cho nhân viên bán hàng, vân vân, cũng được gọi là quá trình marketing. Bởi vì marketing là một quá trình làm thỏa mãn khách hàng theo quan điểm của Kotler. Vâng, theo quan điểm của Donald Trump, hiện nay ông đang là tổng thống, hình như là thứ 44 của Hoa Kỳ, đúng không ạ? Vâng. Ông này thì trước khi là tổng thống của Hoa Kỳ thì chúng ta đều biết ông ấy là tỷ phú. Hiện nay tài sản ròng của ông ấy khoảng độ hơn 3 tỷ đô, sắp xỉ 4 tỷ đô gì đó. Và ông ấy cũng có rất nhiều các cuốn sách đã được xuất bản trong cái bộ sách Trump University của ông ta. Vâng, tạm dịch là trường học của Trump. Và ông cũng chia sẻ rất nhiều các kinh nghiệm về kinh doanh, về đàm phán, về bán hàng, về marketing và về bất động sản, bởi vì ông là tỷ phú bất động sản.
Ở Mỹ ông có rất nhiều các khách sạn và các tòa nhà có tên là Trump Tower hoặc là Trump Hotel. Tôi đã đến Trump Tower rồi, tôi cũng đã đến Trump Hotel và tôi cũng đã nghỉ tại Trump Hotel một đêm rồi. Giá phòng cũng khá là đắt, khoảng 500 đến 600 đô la cho một đêm khi mà nghỉ dưỡng ở đây. Tất nhiên có những hạng phòng còn cao hơn nữa, đúng không ạ? Tôi chỉ có tiền sử dụng những hạng phòng thấp như vậy thôi. Nhưng mà khoảng 400-500 đô la thì thực ra cũng không thấp lắm đâu. Ok, tôi rất là thích cái quan điểm của ngài Donald Trump về marketing. Ông ta nói rằng là dạ, marketing là một quá trình, đúng không ạ? Là những cái hoạt động cung ứng các giá trị và giải pháp đấy, giúp khách hàng, đúng không ạ, cảm nhận được và nhận được những cái giá trị mà vượt xa sự kỳ vọng. Vâng, thế thì có mấy cái từ khóa của Donald Trump các bạn cần lưu ý, đúng không ạ? Những hoạt động cung ứng giá trị, giải pháp vượt xa sự kỳ vọng. Ông Kotler là thỏa mãn, ông Donald Trump là vượt xa sự kỳ vọng. Và ở đây các bạn nhìn thấy là có vẻ như cái tiêu chuẩn của Donald Trump cao hơn so với cái tiêu chuẩn của Kotler. Vâng, tất nhiên rồi, bởi vì ông Kotler này ông đã làm cái này, viết cái cuốn sách này từ những năm 1990, đúng không ạ? Vâng, và bây giờ cũng lên tới 30 năm rồi, ông liên tục cập nhật. Nhưng mà Donald Trump thì mới mới viết gần đây thôi, và cái quan điểm của ông ấy là quan điểm của một tỷ phú về lĩnh vực marketing, thì ông cũng rất là rành, đúng không ạ? Ông cũng rất là chuyên gia về thực tế, bởi vì ông ấy chuyên làm khách sạn rồi căn hộ cao cấp, cho nên ông nói là gì, phải vượt xa sự kỳ vọng thì mới là tốt, đúng không? Rồi, đấy là một quan điểm số 2. Quan điểm số 3 là quan điểm của Hiệp hội Marketing Hoa Kỳ, AMA, đúng không ạ? Hiệp hội này có một cái quan điểm như thế này, đúng không ạ? Marketing là các hoạt động tập hợp các tổ chức, các quy trình cho việc sáng tạo, kết nối truyền thông, truyền tải thông điệp, trao đổi các yêu cầu có giá trị cho khách hàng, đối tác và rộng hơn nữa là cho cả xã hội. Đây là quan điểm marketing của Hiệp hội Marketing Hoa Kỳ. Được chưa ạ? Các bạn thấy rất là tổng hợp, rất là hay nhá. Rồi có một số thuật ngữ, đúng không ạ? Các hoạt động của các tổ chức, các quy trình sáng tạo, kết nối truyền thông, truyền tải thông điệp, đúng không ạ? Trao đổi giá trị cho khách hàng, cho đối tác và rộng hơn là cho cả xã hội. Ok. Đó. Và còn rất nhiều các quan điểm khác tôi cũng đã dịch, đã sưu tầm trong cái cuốn sách Marketing Online 4.0 này. Các bạn có thể tìm mua cuốn sách này trực tiếp từ tôi hoặc là từ các hiệu sách, đúng không ạ? Giá bìa là 259.000. Sách rất là công phu và mới, các bạn nên mua để tham khảo về marketing và marketing online chuẩn mực bài bản. Thế thì ở đây tôi đưa cho các bạn thêm một số các khái niệm nữa, đó là marketing là một quá trình mà một hãng, tức là cái enterprise hay là corporation đấy, đúng không ạ, là hãng tìm kiếm được lợi nhuận nhờ cái quá trình chuyển đổi từ nhu cầu khách hàng thành doanh thu, tức là nhu cầu ở đây là demand, đúng không ạ, và chuyển đổi thành doanh thu tức là gì ạ, revenue, tức là ở đây nói chung là phải bán được hàng đấy, mình phải hiểu như vậy. Đó chính là một cái quá trình bán hàng giúp nhận thức nhu cầu của khách hàng, thỏa mãn nhu cầu của khách hàng và biến nó thành doanh thu và thành lợi nhuận, đúng không ạ? Một quan điểm khác, đúng không ạ? Marketing là một quá trình xây dựng thương hiệu của bạn, của doanh nghiệp của bạn, đúng không ạ? Và thuyết phục mọi người rằng thương hiệu này, sản phẩm này, dịch vụ này, công ty này, tóm lại là cái đơn vị mà bạn muốn thể hiện, đúng không ạ, là tốt nhất, là phù hợp nhất với một tập khách hàng mục tiêu. Tại sao lại một tập khách hàng mục tiêu? Bởi vì mình không thể nào phục vụ được tất cả xã hội, đúng không ạ? Đồng thời ra sức bảo vệ và củng cố mối quan hệ giữa khách hàng và thương hiệu mà bạn đã dày công xây dựng. Đó. Một quan điểm tiếp theo, đúng không ạ? Marketing là đáp ứng nhu cầu và mong muốn của người tiêu dùng. Rồi, quan điểm này đơn giản hơn. Quan điểm khác, đúng không ạ? Marketing là quá trình tạo ra những trải nghiệm không thể cưỡng lại. Vâng, tôi thích cái từ này. Tôi rất thích cái từ này. Không thể cưỡng lại, trong tiếng Anh nó gọi là unstoppable. Đúng không ạ? Không thể dừng lại được, tức là khách hàng cảm thấy rất thích, rất sướng, đúng không ạ? Và người ta muốn rút hầu bao ra, người ta mua, không thể từ chối. Đó, và tôi dịch ra tiếng Việt nó là không thể cưỡng lại. Tôi đảm bảo với các bạn rằng là tất cả những cái này là tôi đều nghiên cứu và đều dịch. Bằng chứng là các bạn có thể sử dụng Google Search, các bạn tìm sẽ không thấy. Nếu các bạn tìm thấy cái đoạn mà marketing là quá trình tạo ra những trải nghiệm không thể cưỡng lại này,
ở trên mạng thì chắc chắn là tôi đi copy của người ta. Nhưng vì tôi biết chính xác, tôi dịch từ những tài liệu của tiếng Anh ra nên là các bạn sẽ rất khó tìm. Đó, cái mức độ nghiên cứu rất là công phu. Vâng, kết nối với từng trải nghiệm cá nhân và tạo ra mong muốn chia sẻ với người khác. Rồi, tôi sử dụng cái iPhone này, tôi rất là thích, tôi rất là sướng, tôi rất là tự hào, tôi rất là đẳng cấp. Tôi muốn chia sẻ cái kinh nghiệm này với các bạn, tôi muốn khoe với các bạn, đúng không ạ? Ok, thì đấy gọi là trải nghiệm cá nhân và muốn chia sẻ với người khác. Hay là tôi đi du lịch Mỹ, hay là tôi vào resort 5 sao, tôi rất là phê, rất là sướng, tôi muốn quay lại, tôi muốn chia sẻ. Thì đấy là cái mà chúng ta thấy, đúng không ạ? Một cái quan điểm khác nữa là marketing là cách bạn kể một câu chuyện của mình để thu hút khách hàng, để thu hút đối tác, thu hút nhà đầu tư. Rồi, các bạn thấy đấy, marketing không phải là chỉ dành cho khách hàng đâu, mà còn đối tác, còn nhà đầu tư nữa, đúng không? Nếu mà bây giờ nhà đầu tư họ rót cho bạn 100 triệu đô la, thì bạn có thấy là bạn đã làm marketing thành công không ạ? Rất là tuyệt vời, đó. Nhân viên và bất kỳ ai khác mà tương tác với bạn, cái này cũng là một cái thú vị rất là hay. Rồi, tiếp tục là marketing là tạo ra mối liên hệ giữa khách hàng với các sản phẩm, thương hiệu và doanh nghiệp của bạn và làm cho họ thích mua sản phẩm của bạn mà không phải của đối thủ. Rất hay, đúng không ạ? Hay là marketing là quá trình giúp mọi người mua sản phẩm và dịch vụ của bạn. Rồi, làm thế nào để giúp họ mua hàng dễ hơn? Như Alibaba nói, Jack Ma nói là gì? Tôi sẽ tạo ra một nền tảng mà để kết nối những người mua với người bán. Và thế là ông ta thành lập lên Alibaba. Và bây giờ Alibaba gần như là đứng số 1 tại thị trường Mỹ, đúng không ạ? Và giúp cho Jack Ma đã trở thành tỷ phú với tài sản ròng khoảng 40 tỷ đô la. Nếu các bạn giúp khách hàng mua hàng tốt hơn, dễ dàng hơn, đơn giản hơn, thuận tiện hơn, thì các bạn cũng đang làm marketing. Đấy. Hay là marketing là một quá trình thấu hiểu khách hàng, và marketing là mọi thứ. Tôi nhớ là tôi dịch cái từ này là marketing is everything. Tức là marketing là mọi thứ, khiến cho khách hàng mê muội, khiến cho khách hàng thích, khiến cho khách hàng có trải nghiệm tốt. Ok. Và còn rất nhiều các quan điểm khác nữa các bạn có thể nghiên cứu. Như vậy, các bạn đã hình dung ra marketing là gì rồi đúng không ạ? Vâng. Và các bạn hoàn toàn có thể trích dẫn những cái quan điểm này vào trong luận văn của mình, và trong luận văn thạc sĩ của mình, và trong những bài nghiên cứu của mình. Vì những quan điểm này rất là chuẩn mực. Và các bạn có thể trích dẫn từ cuốn sách Marketing Online 4.0 của tôi. Đó. Thì tôi hy vọng là những cái kiến thức, những cái kinh nghiệm, những cái kiến thức bài bản và chuẩn mực vừa rồi về marketing để giúp các bạn hiểu rõ hơn về marketing là gì. Còn các bạn muốn bán hàng online thì các bạn có thể học các chương trình bán hàng online trên Facebook, trên Google, trên Zalo của tôi. Nhưng đó không phải là marketing, đó là một phần của marketing. Đúng không ạ? Các bạn muốn học bán hàng, tôi sẽ dạy các bạn bán hàng. Các bạn học viết quảng cáo, tôi sẽ dạy các bạn viết quảng cáo. Nhưng đó là một phần của marketing. Còn các bạn muốn học digital marketing thì nó sẽ gồm một bộ công cụ rất nhiều. Đúng không ạ? Từ công cụ Facebook, Google, Zalo, website, sale web, email marketing, vân vân. Cho đến tư duy, cho đến chương trình quảng cáo, cho đến khuyến mại, cho đến viết content, tất cả những thế thì mới gọi là một bộ khóa học về marketing online được. Đúng không ạ? Và tôi đã dạy nghề cho rất là nhiều các bạn học viên từ trong 10 năm nay rồi. Đấy, tôi cũng đã đào tạo cho rất nhiều các cái tập đoàn lớn. Ok, mọi người thấy cái này hay không ạ? Nếu mọi người thấy hay, thấy chuẩn mực thì mọi người like, share và sub cho tôi để tôi tiếp tục được chia sẻ và học hỏi các bạn, và các bạn cũng được chia sẻ và học hỏi từ tôi. Chúng ta học hỏi lẫn nhau, chứ không phải là ai dạy ai. Hãy quan điểm như vậy. Tôi cũng học được từ các bạn rất nhiều, và các bạn có thể học từ tôi rất nhiều. Vâng, tên tôi là Phan Anh, giảng viên đại học và chuyên gia về marketing. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video bài học tiếp theo. Xin cảm ơn.